không phải là tình cờ mà chúng tôi chọn bài khúc hát ân tình tỉnh Bắc Duyên Nam. Vì chúng ta đã đi từ miền Bắc của nhạc sĩ Xuân Tiên vào tới Sóc Trăng, tận cùng miền Nam với nhạc sĩ Thanh Sơn, thì bây giờ chúng tôi lại trở lại miền giữa là miền Trung để giới thiệu nhạc sĩ thứ ba, đó là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, mà chắc chắn là nhiều nhạc phẩm đã nằm sâu trong ấn tượng của quý vị. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một vài nét sinh hoạt của ông trên màn ảnh. Từ hình ảnh hồn nhiên của tuổi ấu thơ, xuyên suốt những thăng trầm theo chiều dài của năm tháng, có lẽ chẳng có cái cảm xúc nào bồi hồi hơn, sao xuyến hơn khi tuổi đời đã chồng chất mà có dịp tìm lại hành trình của quá khứ. Người đàn ông có cái dáng khắc khổ đăm chiêu, đang ngồi trên chuyến xe thổ mộ qua những quãng đường gập ghềnh kia, chính là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, tác giả của những bản tình ca nổi tiếng, cũng như ngón đàn dương cầm tuyệt vời trong các phòng trà Sài Gòn từ bao nhiêu năm qua, nay tìm lại căn nhà cũ, nơi ông chào đời gần 70 năm trước. Nguyễn Ánh Chín sinh ra ở Phan Rang trong căn phố nhỏ điều hiu mà hơn nửa thế kỷ không có gì thay đổi. Nhớ nhà châm điếu thuốc, câu thơ Hồ Dánh chắc hẳn đang gợi trong ông bao nhiêu kỷ niệm của quá khứ trùng điệp. Người thân ai còn ai mất, bằng hữu lưu lạc nơi đâu. Người nghệ sĩ tài hoa của chúng ta nhìn quanh phố phường sầm uất mà vẫn thấy lẻ loi, về lại quê xưa mà vẫn như xa lạ. Phải chăng chính cái cảm giác u uẩn đằng đẵng ấy đã khiến ông viết nên những ca khúc tài tình mang chung một cái tựa gần giống nhau là cô đơn, bơ vơ và trọn kiếp đơn côi. Tìm về hành trình quá khứ, Nguyễn Ánh Chín không thể không nhớ đến Nha Trang. Phan Rang cho ông hơi thở đầu đời, Nha Trang cho ông cả một thời tuổi trẻ, nơi ông thường lang thang ra bãi biển cát trắng, nhìn xa xa dãy núi mờ mờ bên kia, để lắng nghe tiếng sóng vỗ êm đềm như những tiếng dương cầm thánh thót mà ngày ấy ông chưa dám mơ tưởng đặt chân vào thế giới âm nhạc. Thành phố thứ ba cũng gắn liền với đời ông là Đà Lạt. Thành phố thơ mộng mà cố thi sĩ Hàn Mạc Tử nhìn đâu cũng thấy toàn ý thơ. Chính ở đây ông đã đi học, đã lớn lên. Chính ở đây cái khung cảnh Đà Lạt sương mờ, rừng thông xào xạc đã thấm dần vào trái tim mới lớn của chàng thanh niên chập chững bước vào đời. Đà Lạt bao giờ cũng là không gian ấp ủ tình yêu, như thi sĩ Hàn Mạc Tử rung động bên thác nước. Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hò reo, để nghe tơ liễu run trong gió, và để xem trời giải nghĩa yêu. Phải chăng đó là cái cảm xúc đầu đời đã xâm chiếm tâm hồn chàng thanh niên Nguyễn Ánh Chín, để sau này làm hành trình quý giá khi về Sài Gòn dấn thân hẳn vào con đường nghệ thuật. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình yêu đến trong dã từ qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Anh hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong lần cuối. Ai có hay biết cho lòng người trốn xa xôi, năm tháng xây dựng cuộc tình sao sớm chia phôi. Dương tôi
sao nỡ chôn vùi dĩ vãng đời người. Tình yêu đến trong Gia Từ. Anh hỡi xin hãy quên hết cay đắng tình đời. Anh hỡi xin hãy quên hết say đắm tình người. Anh hỡi xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời. Hãy quên đi, hãy quên đi. Theo với năm tháng cuộc tình cũng sẽ phai đi. Chôn kín thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhé anh hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong Gia Từ. Thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín là người của vũ trường, là anh chuyên đệm đàn piano, và vì thế cho nên những sáng tác của anh nó có những cái giai điệu rất là rõ ràng. Và lúc nãy Nguyễn Hưng có nhắc tôi là trong chương trình này đó, đáng lẽ ra thì phải mời nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín biểu diễn điệu cha-cha-cha giống như bản nhạc vừa rồi, bởi vì anh có biệt tài và nổi tiếng, và Nguyễn Hưng là một người đã thán phục anh trước đây. Và thưa quý vị, sau nhạc phẩm đầu tiên trong phần của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín và sau cái video clip quý vị đã coi, chúng tôi hân hạnh mời quý vị cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Xin chào anh Nguyễn Anh Chín. Chào anh Hùng ạ. Xa lâu quá, bây giờ anh mới làm văn nghệ ở hải ngoại lần đầu tiên, thì chắc là anh cũng muốn ngỏ đôi lời với quý vị khán thính giả là những người yêu mến nhạc của anh. Nguyễn Anh Chín xin kính chào tất cả quý vị. Một người rất là đơn giản, nhưng mà thưa quý vị như thế này, anh muốn nhường cho tôi thưa chuyện với quý vị là bởi vì có một cái điều mà chúng tôi lấy làm bất ngờ, và chắc chắn là quý vị cũng sẽ cho đó là một bất ngờ kỳ thú, là thế mà nhắc đến anh Nguyễn Anh Chín thì ai cũng nhớ bản Không, bản nhạc đầu tay của anh. Và bản nhạc Không đó thì chắc chắn là quý vị vẫn thường nghe em Bích Phương hát, nhưng mà hôm nay chúng tôi
mời quý vị nghe một người khác, đó là một người rất nổi tiếng mà chúng ta biết tên, đó là Đặng Lệ Quân, là một big star, một người ngôi sao của Trung Hoa mà lại nổi ở bên Nhật. Cô hát nhạc Trung Hoa và nhạc Nhật lừng lẫy, ai cũng biết. Thì tình cờ thì cô lại hát bản nhạc mà ai cũng thấy quen quen. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức. Ở đây thì chúng tôi có cái đĩa của Đặng Lệ Quân. Thì chúng tôi muốn hỏi anh Nguyễn Anh Chín là anh gặp cô này hồi nào mà anh đưa cái bản không cho cô ấy hát? Thưa anh Ngạn rằng tôi chưa gặp cô này lần nào hết. Tại vì tôi không hiểu tại sao là cô lại biết bài hát không. Nhưng sau này thì tôi có tìm hiểu, thì tôi biết cô là Đặng Lệ Quân, là một ca sĩ người Trung Hoa. Thì có một thời gian bài không nổi tiếng ở Sài Gòn, thì tất cả những ca sĩ mà ngoại quốc tới Sài Gòn thì đều muốn hát một bài nào của Việt Nam đó, thì để mà cũng như lấy lòng đó. Thì có nhiều ca sĩ Trung Hoa tới, rồi từ Hồng Kông tới rồi hát bài không, rồi đem về bên Đài Loan hát. Thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ vì ở bên Đài Loan hát nhiều quá, nên là cô Đặng Lệ Quân muốn khi mà đi qua Nhật trình diễn thì cô đem cái bài hát không bằng tiếng Trung Hoa, cô dịch sang tiếng Nhật. Và khi qua tới Nhật thì cô hát, thì cô đinh ninh đó là một bài Trung Hoa mà thôi. Thưa quý vị, điều thú vị rằng một trong một đêm tại một cái nhà hàng mà tôi đang làm tại Sài Gòn, thì có một ông khách người Nhật tới yêu cầu tôi bài Ni. Tôi mới làm lạ, tôi nói thưa ông có thể, tôi không biết, nhưng mà có thể là ông hát cho tôi nghe được không? Thì ông mới hát thế này: Ni Ni Anata no Koshi. Tôi nói ủa sao nghe cái này quen quen quá. Thì ông nói tiếp tục ông hát. Thì ông không hát xong, tôi nói thôi rồi rồi, đúng nó rồi. Thì tôi nói ông, ôi giờ ông ngồi ông chờ đi, tôi sẽ đàn cho bài này cho ông nghe. Thì khi tôi đàn có bài không của tôi hết rồi, thì ông tới ông vỗ vai tôi: anh đàn hay quá. Mà tôi rất là ngạc nhiên, tại sao mà anh đàn cái bài này mà tôi vừa mới hát, cái anh đàn hết bài luôn rồi đó. Thông minh quá, vâng, dạ. Trí nhớ tốt. Dạ, trí nhớ tốt. Vâng. Tôi mới nói, dạ thưa ông mới ngạc nhiên có một nửa thôi. Thì một nửa ngạc nhiên còn lại là, tôi xin giới thiệu với ông, tôi là tác giả của bài hát đó. Thế anh nói là anh chưa gặp cô Đặng Lệ Quân mà cô đã hát cái bài này của anh, cô bán nhiều này. Anh có thưa kiện gì tính kiếm chút cháo này gì không ấy? Dạ không, tôi quan niệm rằng đối với riêng cá nhân tôi, khi tôi sáng tác ra mà được người nghe ta thích, những ca sĩ đi hát lại, hay là những nhà xuất bản có in ra đĩa chẳng hạn, thì đó là cái niềm hạnh phúc của tôi rồi. Từ vì mình đã đem tới cho người khán giả một cái gì đó nó vui, đó là cái niềm, cái đó là cái hạnh phúc nhất rồi, cái đó là cái trả giá quá quá nhiều rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng hỏi cho vui câu chuyện thôi, chứ sự thực ra Đặng Lệ Quân khi mà thực hiện cái đĩa này thì có ghi rất rõ chữ không bằng tiếng Việt, mặc dù không có dấu nhưng mà rõ ràng có ghi tên nguyên bản ở đây. Vâng, thưa quý vị, nói đến nhạc Nguyễn Anh Chín thì không thể không hát bài không. Nhưng mà thưa quý vị, khi tìm về nguyên thủy, tức là khởi đầu bản nhạc này khi anh Nguyễn Anh Chín viết ra, thì quý vị thấy là chúng tôi đang có trên tay cái đĩa 45 tua thời bấy giờ.
và người đầu tiên thâu bản không của Nguyễn Anh Chín, quý vị cũng đã nhận ra. Bây giờ sau bao nhiêu năm xa cách thì nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín có mặt nơi đây và chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức lại với tiếng hát nguyên thủy đó. Thưa quý vị, không của Nguyễn Anh Chín qua tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương. Bây giờ chúng tôi xin phép anh Nguyễn Anh Chín và xin phép quý vị để giới thiệu tiếp một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín trước khi nghe tiếp những lời tâm sự của ông. Thưa quý vị, Mùa Thu Cánh Nâu. Và quý vị chào đón nữ ca sĩ Khánh Ly. Không có gì quý cho bằng sau một thời gian rất dài, trên 30 năm, được gặp lại một người bạn cũ và được hát lại một tình khúc cũ. Em về theo đường cũ, nghe nhịp bước chân bơ vơ. Hàng cây ngày xưa buồn chờ đón, trên từng lá mong chờ quán chiều
buồn trên cây. Okay. Chỗ này bốn nhịp. Chỗ này bốn nhịp rồi thì đem kéo dài ra để chi để đừng kéo chạy trên cây thì mình xuống chứ. Em nhìn thu vàng búa thì em nhìn nó nhẹ nhàng một chút rồi để chi để mình cho nó mênh mông cái chữ thu vàng búa ra. Đó. Bài mùa thu cánh nâu ra đời một cách rất là thú vị là tại vì từ một cái tình yêu của tiếng hát Khánh Ly mà người bạn tôi là thi sĩ Hoàng Nhu đã viết nên bài mùa thu cánh nâu và nhờ tôi phổ nhạc. Từ lúc đó là tôi là người đệm đàn cho ca sĩ Khánh Ly hát. Và chúng tôi cũng rất là thú vị khi mà nghe Khánh Ly hát bài này cho chúng tôi. Bây giờ 30 năm sau, bài mùa thu cánh nâu được hát trở lại. Và hôm nay nhân dịp gặp lại Khánh Ly, và dù mà tôi đã có sửa đổi lại thành một điệu, thành biến đổi thành một điệu jazz nhẹ nhàng, điệu blues jazz, thì để sâu lắng hơn, thì tôi nghĩ với thời gian thì Khánh Ly cũng đã chín mùi bài mùa thu cánh nâu rồi. Và tôi mong muốn được Khánh Ly hát bài này để gửi tặng cho các quý vị. Đời nhớ trên từ
đón tay cô đơn. Nhịp chân gầy xanh buồn như lá thu ngày tháng hao mòn. Em về chiều nay thu vàng trên cây. Em về chiều nay. Xin cảm ơn quý vị. Trước khi nói chuyện thì Kỳ Duyên có muốn hỏi quý vị coi cái chuyện này có nên hay không nên. Vì trước khi gặp gỡ nhạc sĩ ở đây, Kỳ Duyên đã gọi tới nhà và lần đầu tiên nói chuyện với nhạc sĩ thì Kỳ Duyên đã hỏi ngay là thưa chú, bây giờ thật ra thì cũng như là anh em trong văn nghệ thì bao giờ cũng gọi bằng anh em, thì chú nghĩ là chú muốn cháu gọi chú bằng chú hay bằng anh? Thì thưa quý vị, nhạc sĩ trả lời ngay gọi bằng mày. làm Kỳ Duyên cũng chứng hứng luôn. Thành ra cho tới bây giờ Kỳ Duyên cũng không biết là nên gọi bằng gì thưa nhạc sĩ. Thì tùy Kỳ Duyên thôi. Vì trong giới nghệ sĩ mình thì lớn tuổi thì gọi bằng chú, nhỏ chút xíu nữa gọi bằng anh. Nhưng mà những người mà lớn tuổi rồi thì hay muốn mình trẻ lại. Thì tùy nơi Kỳ Duyên muốn gọi sao là gọi. Dạ vâng, thưa anh. Thưa quý vị, hôm nay chắc chắn phải nhờ anh kể lại cái câu chuyện mà hôm mà thưa quý vị Kỳ Duyên đưa anh và vợ đi ngồi uống cà phê với nhau. Thì phải nói rằng là có nghe được một câu chuyện mà không những người kể khóc, người vợ khóc mà Kỳ Duyên cũng rơm rớm nước mắt. Cái câu chuyện mà món quà mà nhạc sĩ đã tặng cho vợ 41st anniversary, có nghĩa là sinh nhật đám cưới năm 41. Dạ thưa quý vị, đây là cũng một chuyện riêng tư mà thôi. Dạ không sao, anh nói đi, có 2-3 ngàn người biết thôi, không ai biết nhiều đâu. Dạ thưa quý vị, khi tôi làm đám cưới với vợ tôi thì chúng tôi nghèo lắm. Chúng tôi tự làm đám cưới lấy, và tôi không có tiền để mua một chiếc nhẫn cưới. Như mấy người đám cưới khác là có chiếc nhẫn hột xoàn. Nhưng mà sau 41 năm cày bừa, làm thuê, làm mướn, thì cuối cùng thì tôi cũng ráng cố gắng tặng cho vợ mình một chiếc gọi là. Tôi mong đó là chứng tỏ cái tình yêu muôn đời thủy chung, bền chặt như viên đá kim cương. Tình yêu đó gửi cho vợ thôi. Thưa quý vị, hôm nay là nhạc sĩ kể vắn tắt, nhưng mà thật sự ra hôm đó cái câu chuyện xin cho phép em kể thêm cái chi tiết, chắc vì anh cảm động quá. Là làm dành dụng thì bao nhiêu tiền lương là đưa về cho vợ hết. Thành ra hôm đó đúng ngày sinh nhật đám cưới, nhạc sĩ đã phải dành dụm những cái tiền mà tác quyền là để dành riêng. Rồi hôm đó lại gặp một ông bạn có cái tiệm mà hột xoàn mới đi ra và dặn là đây tôi chỉ có bao nhiêu đây tiền thôi. Ông cứ kiếm cho tôi cái nhẫn nào 2 ly hay 3 ly cũng được, miễn là tôi mang về cho bả hôm nay để cho chọn cái ý nghĩa vợ chồng. Thì thưa quý vị, cô khóc đã đành, nhưng mà Kỳ Duyên mới nghe tới chỗ mà tôi đi làm bao nhiêu tiền về đưa cho bà hết là Kỳ Duyên đã bật khóc trước rồi. Chứ đừng có nói mà tới cái nhẫn. Vâng, thì một lát nữa đây sẽ tâm sự thêm. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ mang tựa đề Ai đưa em về qua 2 tiếng hát của Ngọc Liên và Lương Tùng Quang.
mình tôi. Đêm nay khi anh đi rồi, tôi về đêm bước lẻ loi. Người yêu ơi trong tình muộn, người yêu ơi trong tình buồn, trọn tình yêu ta đã trao nhau, hãy quên niềm đau. Yêu trong muôn màng đừng khóc ly tan. Đêm mai ai đưa em về, mình em trên đường phố vắng. Đêm mai ai đưa em về, mắt em lệ thấm lòng lành. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Vâng, đó là một bản silo tiêu biểu của Vũ Trường, nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín viết. Và cô Kỳ Duyên có hỏi tại sao không lại cứ hát mãi là đêm nay ai đưa em về, sao không đưa về ban ngày mà cứ đưa ban đêm. Thì sự thực là tại vì nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín những đêm Vũ Trường khuya khoắt mà đóng cửa giờ đóng cửa 1-2 giờ sáng bước ra thì dĩ nhiên thấy những bóng hình lẻ loi, cho nên là xúc động mà viết bản nhạc này. Cho đến giờ này thì ông vẫn ngồi đệm đàn piano ở Vũ Trường. Cho nên vì ông là người của Vũ Trường cho nên khi sáng tác thì chúng ta thấy những giai điệu của ông nó rất rõ nét. Nó là nhạc để cho người ta khiêu vũ nhiều lắm. Và vì thế cho nên ông mới một đêm khi ông bước ra, ông nhìn những cặp tình nhân hay là những người lẻ loi từ trong Vũ Trường đi ra và ông có cái cảm xúc để đặt đêm nay ai đưa em về. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín là một người rất nhiều xúc cảm, emotion. Lúc nãy đang đứng đây mà sắp nói chuyện thì nhạc sĩ cũng bị nghẹn lời vì rất là cảm động.
Mà lúc nãy đằng phía sau khi mà chơi cái bài đầu tiên của ông lên bài nhạc jazz, thì thưa quý vị, trong những chuyên viên đằng sau có một người da đen, mà quý vị biết là người da đen là nổi bật về nhạc jazz và nhạc blues. Và khi nghe cái bài đó, anh đã đứng nhắm mắt gật gù thưởng thức, quên cả đẩy bàn đẩy ghế ra. Nhưng mà nhạc sĩ Khều Duyên, nhạc sĩ Chỉ và nhạc sĩ rõ ràng là thấy một cái nét hạnh phúc trên mặt. Và cũng có nhiều lần Kỳ Duyên hỏi ông rằng là anh đàn, nhất là trong hotel, trong lobby, nhớ người ta nói chuyện, người ta ăn uống, người ta không để ý tới tiếng đàn của mình, thì anh có buồn không? Thì nhạc sĩ nói nghe không, tại vì người thứ nhất mà tôi đàn là tôi đàn cho tôi nghe trước, rồi khán giả hay những người bên cạnh là nghe phụ thôi. Thành ra nhiều đêm không có khách tôi vẫn ngồi đàn. Tới nhiều khi ông manager còn nói là tại sao ông không nghỉ một tí đi. Thì nhạc sĩ nói không, tại vì tôi đang rất là enjoy, tôi đang thú vị thì hãy để cho tôi đàn tiếp. Cái đó thì nó khác với chúng tôi là ca sĩ hay là MC đứng. Đôi khi chúng tôi cũng diễn ở những nhà hàng ăn. Thí dụ như nhạc sĩ thì ông Nguyễn Anh Chính chỉ việc ngồi nhắm mắt lại hoặc là nhìn xuống cái phím đàn hoặc nhìn cái bản nhạc để trước này được rồi. Còn MC như là tôi với cô Kỳ Duyên ra giữa sân khấu cầm micro, đương nhiên phải nhìn xuống dưới khán giả. Mà cho nên trong những nhà hàng đôi khi thì lòng mình nó cũng u uẩn, là bởi vì mình nói hay là mình kể chuyện thì dưới tôm hùm vẫn đang nhai như thường. Và vì hai tay cầm con tôm hùm không vỗ tay được, thì đó nó cũng là cái nỗi nghẹn ngào của hai cái nghề khác nhau. Vâng, sau đây xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất nổi tiếng mang tựa đề Buồn ơi chào mi qua tiếng hát của nam ca sĩ Băng Kiều. Băng Kiều xin trân trọng kính chào quý vị.
là thế. Sao tình ta cứ mãi u mê? Người yêu cho ta niềm đau, buồn hỡi cho ta quên mau. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Okay, xin trân trọng cảm ơn quý vị. Anh viết bài nhạc hay đã đành, mà gặp được một ca sĩ hát hay như thế, tôi chắc là anh cũng là... Vâng, tôi rất là làm hạnh phúc anh. Vâng. Thưa anh, nhưng mà lùi trở lại, ai cũng có cái thuở ban đầu. Cái phút đầu tiên anh học nhạc ở đâu thưa anh? Tôi học nhạc tự học lấy một mình. Và hồi đó trong trường tôi có một cái đàn piano cũ, thì lâu lâu mới được la lên gác rồi để mà tập đàn. Nhưng mà hết giờ học thì phải đi ra thôi. Thì biết tìm đâu được cái đàn để mà tập, thì tôi mới vẽ những phím đàn trên một miếng cạc tông. Và tôi tự mày mò trên miếng cạc tông đó để mà học đàn. Và chắc là nhờ đó như thế, sau này khi tôi sáng tác thì trong đầu tôi nó có cả nguyên cái đàn piano trong đầu rồi. Thành ra tôi viết nhạc cũng khá dễ dàng thưa anh. Tức là tôi muốn nhắc lại là lúc đó anh không có đàn, mà anh chỉ nhớ cái mặt đàn piano, cái phím đó, rồi anh vẽ lại trên miếng cạc tông, rồi anh tưởng tượng đó là cái đàn piano để hai anh tay anh gõ xuống. Vâng. Thưa anh, là anh gia đình không cho đi học nhạc hay là sao thưa anh? Vâng, thì hồi đó tôi thì hồi học trung học thì tôi rất là học sinh giỏi. Nhưng vì ba tôi thì rất là khó, cho nên không muốn con mình đi theo cái nghề đàn ca. Thành ra ba tôi mới gửi tôi từ Sài Gòn, gửi thẳng lên Đà Lạt để vô vào nội trú, để cho tôi không có cái đàn ở nhà để mà học nữa. Cũng may mà hên cho cuộc đời của tôi là khi tôi vào cái đại trường thì gặp được cái đó, thì tôi cũng mừng mà cũng rất là lo sợ là không biết mình có học được hay không. Nhưng mà trong đời tôi có hai, tôi quan niệm rằng học và hỏi, đó là phương châm của tôi. Tôi học và tôi đặt những câu hỏi và tôi tự tìm câu trả lời. Và chừng nào mình tìm được câu trả lời thì được, thì rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện. Mặc dù những câu trả lời đó nhiều khi, những câu trả lời rất là nhỏ bé hay là ít oi, nhưng mà dù xa không nữa, cũng có câu trả lời. Tôi rất xúc động, và chắc chắn là khán thính giả khắp nơi cũng muốn tìm hiểu thêm những cái khía cạnh đời sống, cũng như cái bước đầu bước vào làng văn nghệ của bất cứ một người nhạc sĩ nào. Như trường hợp của anh, cũng giống rất nhiều nhạc sĩ mà chúng tôi đã gặp và đã thực hiện những chương trình trên Paris by Night, thì cái thời anh cũng tương tự cái thời tôi, là cha mẹ chỉ mong con học chữ. Vâng. Cha mẹ mong con học chữ để có bằng tú tài, tức là tốt nghiệp trung học để lên đại học, hoặc là học một cái nghề nào. Ít có ai cha mẹ nào mà tự nhiên sinh con ra cho nó học đàn. Ngay cả bên này là thường thường chúng ta bắt đầu cho con đi học đàn là sau khi nó đã học giỏi ở trường mà thôi. Chúng tôi có đọc một tờ báo của Canada, nó viết là bất cứ gia đình Việt Nam nào có con cũng nhồi 3-4 thứ. Thứ nhất là ngoài giờ học chữ là thứ nhất là học đàn piano, thứ hai là học bơi, và thứ ba là học đánh tennis, lâu lâu cho học võ nữa. Thì có cái sức nào nó học được bao nhiêu là nhồi vào hết bấy nhiêu. Nhưng mà ngày xưa thì đúng như lời anh Nguyễn Anh Chính là chúng ta chỉ chú ý tới học chữ mà thôi.
Vâng, và rất may là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín đã tự trốn ra để học đàn, nên bây giờ chúng ta mới có rất nhiều những ca khúc hay như vậy. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức tiếp một ca khúc nữa mang tựa đề Biệt Khúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà. Thưa quý vị, tôi nhớ lại cái câu chuyện cá nhân chút xíu là cách đây khoảng 2 tháng thì nhà tôi với tôi đang coi một bộ phim có tựa đề là Giao Thời, một phim đó ở trong nước, phim tình cảm thôi. Thì tôi chợt nghe thấy một bài hát hay quá ở trong phim.
nhạc phẩm chính trong phim. Và thưa quý vị là nhạc phim thì thường thường nó chỉ hát có mấy câu rồi nó lại ngưng. Cho nên là tôi cứ chờ mãi để nghe cái bài đó và chờ đến hết cuốn phim để tìm hiểu xem cái bản nhạc này của ai mà hay như vậy. Thì kiên nhẫn coi hết bộ phim thì ở dưới chạy là nhạc phẩm có tựa đề là Bơ Vơ và tác giả là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Thì ngay sau khi nghe được bản nhạc thú vị đó thì tôi có điện thoại qua cho cô Tô Ngọc Thủy là giám đốc Thúy Nga. Tôi nói là cháu ơi, nếu mà cháu mời nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín thì thế nào chú cũng phải đề nghị cháu lấy bản Bơ Vơ cho vào chương trình này. Thì xin hỏi anh là anh có cái nguồn gốc gì về bài đó để kể hầu quý vị khán thính giả không? Cái nguồn gốc của bài Bơ Vơ là cái sự tiếp theo của bài hát Cô Đơn. Thì anh nhớ là trong cuối cái bài Cô Đơn có cái câu rằng chỉ còn tiếc núi khôn nguôi, cô đơn, bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Và đã có Cô Đơn thì tôi viết tiếp theo bài Bơ Vơ và sau cùng là bài Tiếng Hát Lạc Loài. Thưa quý vị, tại sao tôi viết bài Bơ Vơ? Tại vì khi tôi viết bài Cô Đơn, không phải là cái cô đơn của cái tình yêu mà xa vắng. Cô đơn này là cái cô đơn của cái tình nghệ sĩ với nhau, một cái tình tri âm tri kỷ, một người nhạc công và một cô ca sĩ khi gặp nhau trong một bài hát. Và người nhạc công và cô ca sĩ đó đều đem hết cái tâm của mình, cái trái tim của mình để mà hát, để mà đàn, để mong đem cho cái bài hát đó đến tai người thính giả thì đó là hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi hai người xa nhau thì khi cô ca sĩ đó hát với một nhạc công khác thì cô cảm thấy rằng không có cảm giác như là mình bơ vơ lắm, tại vì không có ai, không có cái còn được nghe cái lối đệm đàn để mà mình hát cho hay được. Và người nhạc công thì cũng cảm thấy bơ vơ lắm, tại vì không có cái giọng hát để mà mình hòa hợp với mình cùng với tiếng đàn của mình để đưa cái bài hát lên tới đỉnh cao, để đem tới một cái đỉnh đỉnh cao của nghệ thuật. Và cái nỗi bơ vơ đó, từ cái đó tôi mới viết bài Bơ Vơ. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng có thấy được nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính là một người rất nhạy cảm và ông rất dễ khóc. Thì thưa quý vị, trong lúc tập dợt, khi nghe người ca sĩ này chỉ mới dợt hát được tới nửa bài là ông đã khóc. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát đã làm chính tác giả rơi nước mắt trong nhạc phẩm Bơ Vơ, nữ ca sĩ Lưu Bích. Dòng thời gian cứ mãi cuốn trôi, đường đời muôn lối chập trùng bóng tối và niềm hạnh phúc quá xa vời. Cuộc tình hôm nay còn nhiều mê say mà nào ai hay gì đâu nữa, chuyện tình mộng mơ còn gì đâu nữa để mong chờ. Cuộc đời bon chen lòng người đau điên, còn lại trong ta những ưu phiền, đời rồi về đâu
chiều hoang nắng, cuộc tình xa vắng ngập ngừng từng bước chân ngỡ ngàng. Tình hôm nay còn nhiều mê say, mà nào ai hay những nỗi đắng cay. Còn gì đâu nữa chuyện tình mộng mơ, còn gì đâu nữa để mong chờ. Cuộc đời bon chen, ngập ngừng từng bước chán ngỡ ngàng. Cuộc tình vắng xa ngập ngừng từng bước chán ngỡ quý vị. I love you too. Không phải thú thật với quý vị, hôm nay lần đầu tiên Kỳ Duyên được nghe Lubick hát nhạc phẩm này, thì phải nói là Kỳ Duyên cũng rất là xúc động, tại vì chắc tại vì Bích là bạn thân của Duyên và Duyên hiểu được cái tâm trạng của Bích, tại vì khi đầu chương trình thì Bích nói Bích lựa cái nhạc phẩm này bơ vơ. Tại vì Bích có một cái tình yêu lớn nhất trong đời là với người mẹ của Bích. Và từ ngày bà mất cho tới giờ thì bao giờ Bích cũng nói là Bích cảm thấy bơ vơ. Và cái khoảng trống đó chưa có gì khỏa lấp được. Thành ra quả thật cô hát hôm nay là Kỳ Duyên thấy với tất cả cái tâm sự và phải cảm ơn. Anh đã có cái bài đó. Một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Lubick. Tôi thì tôi cảm ơn cô là vì 14 năm nay tôi chỉ thấy cô toàn cười không thôi. Bữa nay tự nhiên lại khóc cho nó đổi không khí thế này thì hóa ra là cô cũng có trái tim biết rung động chứ đâu phải là. Thì tôi cũng xin lỗi là 14 năm nay tôi cứ tưởng là trái tim đã nguội lạnh rồi. Bây giờ cô khóc được là không tốt rồi. À, tại vì em có trái tim mà ngồi gần anh 15 năm nó mới hóa đá đó. À vâng, thưa quý vị, thật sự thì như lúc đầu chúng tôi nói và chúng tôi xin phép được lặp lại những điều mà đôi khi chúng ta quên là chúng ta nợ những nhạc sĩ món nợ tinh thần rất lớn. Bởi vì họ đã nói thay chúng ta, họ đã viết thay chúng ta. Những khi chúng ta buồn thì họ làm chúng ta vui. Những khi chúng ta xuống tinh thần, họ thúc đẩy chúng ta yêu cuộc đời hơn. Và những khi chúng ta có những đau khổ mà chúng ta không nói với ai được thì chúng ta mượn tiếng đàn, mượn câu ca để mà chia sẻ, để mà làm vơi bớt những nỗi thống khổ của chúng ta. Cho nên là cái món nợ đó đôi khi chúng ta không trả vì chúng ta cứ quên đi. Và hôm nay ngồi tâm sự với các nhạc sĩ ở đây cũng như Thúy Nga, tại sao lần lượt mời tất cả các nhạc sĩ lên để họ nói cho chúng ta những điều mà chúng ta không nói được.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Một Lời Cuối Cho Em của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín qua tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn.
Thế Sơn xin đa tạ và trân trọng kính chào quý vị. Thưa anh Nguyễn Anh Chín, thật là một niềm vui. Như lúc nãy chúng tôi nhắc lại, tuy nó là sáo ngữ nhưng mà không thể không nói đến là khi được đón ba anh từ một chân trời rất xa, một người ở Úc, hai người ở Việt Nam. Dĩ nhiên là người ở Úc hay ở Việt Nam sang đây mà như anh và anh Thanh Sơn đều có những người bạn chí thân trước năm 75. Trong giới văn nghệ cũng như là ngoài giới văn nghệ, và có biết bao nhiêu khán giả, thính giả là những người yêu nhạc của các anh. Thì trước khi mà để chuyển sang những bản nhạc khác, mà dĩ nhiên là bản nào cũng còn đặc sắc trong cái phần của anh, thì chúng tôi hôm nay lại một lần nữa xin được phép thay mặt cho Trung tâm Tiếng Nga và anh chị em nghệ sĩ để mà cảm ơn anh đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây tham dự chương trình để trực tiếp bao nhiêu khán thính giả có thể nghe lại những bản nhạc hay và được diện kiến anh trên sân khấu Thúy Nga. Xin cảm ơn anh Nguyễn Công Ngạn. Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Trong suốt trên 30 năm qua đã yêu mến nhạc của Nguyễn Anh Chín. Thưa quý vị, tôi viết nhạc ra là không phải để bán. Tôi viết nhạc ra không phải để mà kiếm thêm có tiền. Mà tôi viết nhạc ra là từ vì từ trái tim tôi viết ra. Tôi muốn viết lên những cái nỗi niềm, những cái tâm sự của những người bạn hay là của những kỷ niệm nào đó. Và khi tôi được các bạn hát, bất cứ người nào cũng đem lại cho tôi một cái niềm hạnh phúc. Tại vì tôi đã biết rằng người có người đã nghe nhạc mình và có người đã thông cảm nhạc mình, yêu thích nhạc mình và hát đó, bài hát đó. Đó là điều tôi mong mỏi nhất. Và chuyện tác quyền đối với tôi trên nhạc nó không thành vấn đề. Xin tiếp lời anh là tôi không hiểu cái tâm sự của anh, là vì tôi chưa có cái may mắn được nói chuyện nhiều với anh ngoài một hai ngày gặp gỡ ở đây. Nhưng mà rõ ràng là anh lúc nào cũng bơ vơ cô đơn. Chẳng hạn như là bản nhạc kế tiếp rất nổi tiếng của anh nữa, thưa quý vị, Chọn Kiếp Đơn Côi. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Một lần thôi rồi khóc chia phôi, một đời lẻ loi chọn kiếp đơn côi, chỉ xin một lời, xin một lời, một tiếng hôm nay xót xa tình này, giờ đã phôi phai hết rồi, người đã xa tôi hết rồi, người đã phụ tôi hết rồi, còn gì nữa đâu hết rồi, mộng ước ban thank you.
còn gì nữa đâu. Hết rồi mộng ước ban đầu. Em yêu ơi, em yêu ơi, xin em lần cuối, một lần thôi, rồi khóc chưa phôi, khóc chưa phôi. Một đời lẻ loi chọn kiếp đơn côi, chỉ xin một lời, xin một lời, một tiếng yêu thôi. Em yêu ơi, xa nhau từ đây, xa nhau từ đây, chọn tình anh, chọn tình anh, gửi gió mây bay, tìm tình bóng. Lệ khóc hôm nay xót xa tình này, giờ đã phôi phai. Hết rồi người đã xa tôi, hết rồi người đã phụ tôi, hết rồi còn gì nữa đâu. Hết rồi mộng ước ban đầu, hết rồi mộng ước mộng ước ban đầu. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp mang tựa đề Tình khúc chiều mưa. Nhạc phẩm này nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín đã viết trong một lúc vô tình, ông đang ngồi lúc đó trời mới tạnh mưa, thì ông thấy một cặp tình nhân đi trên một con đường và đi qua một cái cây có cái cành thấp. Thì người con trai mới nhảy lên túm cái cành lắc, và những cái nước mưa còn đọng trên lá nó rớt xuống. Và người con gái khúc khích cười và nép sát vào người tình, rồi họ tiếp tục ôm nhau và đi. Và có lẽ trong cái giây phút đó nhạc sĩ thấy cái hình ảnh nó quá đẹp, nhưng mà ông còn nghĩ xa hơn là ông không biết là sau này khi hai người tan vỡ, họ trở lại, họ còn có nhớ cái giây phút thật đẹp đó hay không. Và từ đó ông mới sáng tác ra nhạc phẩm Tình khúc chiều mưa. Vâng, nhạc phẩm này chúng tôi xin mượn một chút hình ảnh trên video clip để thay cho lời giới thiệu. Xin mời quý vị theo dõi trên màn ảnh. Ok, đây là mình sẽ phân ra từng người hát mỗi người một câu. Trước tiên là Minh Tuyết, Tình chết không đợi chờ. Sau đó Tình xa hay nằm ngờ là của Angela. Angela xong rồi Quang. Quang Tình đã phải nhằm ngờ còn đâu. Ok. Xong đến Trần Thái Hòa. Đúng rồi. Tình chót trao về người. Thì dấu lỡ làm rồi. Thì dấu lỡ làm rồi. Kiểu người ơi trên trò đời lẻ loi. Sau đó là điệp khúc thì mỗi người hai cứ tham một nhóm, hai người ba bè. Kiều và không, Kiều và Tuyết hát bài chính. Chiều mưa ngày nào. Ok, thử lần đi nha. Chiều 3, 4. Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau. Quá hay rồi. Rồi ok, nhớ đấy. Quang với Trần Thái Hòa là cùng chiều mưa. Chiều mưa và Quang và Hòa hát chúng một khúc tao. Chiều mưa. Thử chiều nha. Mưa. Ok. 2, 3. Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mong ước mai sau. Hay hay thế. Hai 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 người này là chiều mưa ngày nào, chiều mưa ngày nào, chiều mưa ngày nào. Thử cái đi. Ok, 1, 2. Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mộng ước mai sau. Bây giờ mình thử tất cả hòa vào. Chiều mưa, chiều mưa, chiều mưa, chiều mưa. Bây giờ mình kêu cho tất cả anh em làm lại một lần. Dạ, vâng, con hát ngay bây giờ đây. Rồi, bây giờ mình hát làm cái từ đầu đến cuối nhá. Vào a cappella trước tiên. Ok. Mỗi người nhớ bài của người nào người đấy nhớ nhá. Dáng nhé. Kêu lên lên toi đấy. Đếm đi. Đếm lại. 4 nhá. 1 2 3 4
dạt dào, mong ước mai sau cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng khóc thương đau. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình chót trao về người thì dẫu lỡ làng rồi, người hỡi xin trọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng khóc thương. Chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình lỡ nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phải nhạt màu, tình đau. Lời cuối cho cuộc tình dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời người yêu ơi. Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng khóc thương đau. Chiều nay một chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Xưa, tìm nhau bây giờ, trả lại người xưa.
Quý vị nói hay quá thì cũng bằng thừa, là vì ngay trong lúc tập dượt thì Bằng Kiều đã kêu là hay quá rồi. Tức là đã tự biết trước là bài nó sẽ hay. Nhưng mà thưa quý vị, phải công nhận đó là một cái sự công phu, một cái sự kết hợp mà đòi hỏi sự làm việc chăm chỉ của rất nhiều anh em. Quý vị cũng biết là khi đơn ca thì đơn giản quá, người nào mạnh người nào người đã tập. Nhưng mà khi ngồi lại xong ca đã vất vả, tam ca bây giờ tới 6 người mà Bằng Kiều thì gọi tự gọi đây là ban hợp ca, vì gồm có 6 người cho nên gọi là lục mạch thần kiếm. 6 người ngồi lại chung với nhau để cùng tung những cái trưởng cao sâu nhất để mà thực hiện cho bằng được một bài hợp ca trong chương trình giới thiệu nhạc của Nguyễn Anh Chín. Vâng, và hình như đây cũng là lần đầu tiên mà trong chương trình Thúy Nga mà em thấy có cái sự kết hợp mà hát gọi là a cappella, là không có nhạc và chỉ có giọng và giọng đệm cho nhau. Quá hay. Thưa quý vị, và sau đây một lần nữa xin mời quý vị nghe một lời tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Sau năm 75 thì tất cả những ca nhạc sĩ, nghệ sĩ đều sự phải ngưng hoạt động về nghề của mình. Tại vì lúc đó thì không ai có tiền để mà đi nghe hát, và ai cũng phải lo bươn chải cuộc sống để mà sống. Thì người nghệ sĩ như chúng tôi á, người nhạc công chúng tôi sống bằng nghề gì bây giờ? Thì sau khi đi cũng đi lưu diễn ở các tỉnh miền Tây thời gian chung với lại những đoàn hát nhỏ, thì nó xa nhà là một, cái thứ hai là tuổi con cái lúc đó thì tôi thì nó còn nhỏ, phải đi học, rồi cuộc sống nó khó khăn thế đó, không có lo chăm sóc con cái được. Hai vợ chồng tôi quyết định không ngừng, không đi hát lưu diễn nữa, và trở về Sài Gòn để kiếm một cách khác đi sinh nhai. Thì chúng tôi mới đi vào kiếm việc làm, như là tôi thì vào trong bến xe xa cả miền Tây để mà làm công nhân để kiếm tiền lương sống qua ngày. Và cũng may là trong cái bến xe nó có một cái đội văn nghệ để mà đi phục vụ cho công nhân, thì tôi hăng hái tham gia vào đó để nuôi dưỡng cái tình yêu âm nhạc của mình. Nếu một mai tôi không còn nữa và những bài hát của tôi có thể còn tiếp tục sống dài hơn tuổi thọ của tôi, thì tôi chỉ mong mọi người sau này hãy nhớ đến một bài hát mà tôi yêu nhất, tôi quý nhất và tôi trân trọng nhất, là bài hát tôi đã viết cho riêng cá nhân tôi, cho tình cảm của tôi. Nói lên cái sự đam mê về âm nhạc của tôi, đó là bài Cô Đơn. Như đôi chim uyên
tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đầu cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi. Em hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát chưa vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đầu cành lá thắm. Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi. Em hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát trở vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi,
chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát lạc loài chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát lạc loài. Nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Thưa quý vị, là từ lúc mà 10 ngón tay của chàng thanh niên Nguyễn Ánh Chín đệm và học ở trên miếng cạc tông cho đến ngày hôm nay thì quý vị vừa được nghe những tiếng dương cầm điêu luyện của ông. Để mà diễn tả một bản nhạc ông ấp ủ suốt cuộc đời, đó là cô đơn, qua tiếng hát cực kỳ mềm mại và có sức lôi cuốn rất cao của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Cùng với bản nhạc đó, chúng tôi đã kết thúc chương trình hôm nay với hy vọng là để quý vị mang theo một chút gì để nhớ với ba người nhạc sĩ chúng ta yêu mến. Một lần nữa chúng tôi xin mời nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, nhạc sĩ Xuân Tiên và nhạc sĩ Thanh Sơn ra chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Và Kỳ Duyên cũng xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong chương trình, những chuyên viên hair, makeup, designers and all the dancers cùng xuống đây để chào tạm biệt quý vị. Trong tôi tâm mình ngủ và kêu dương buồn nhắc đây bao lúc xưa quân cương đàn đó vương như bóng ai trong lúc đêm trường về rừng trăm vô tình đeo cao hát sâu đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo. Cho nhau.